Một phòng thí nghiệm ma túy phát nổ khiến 35 người phải di tản ở Florida, tin từ Florida. Theo sở cứu hỏa Martin County cho biết, ít nhất là 35 người tại thị trấn Stuart đã vừa phải di tản khỏi những ngôi nhà gần hiện trường của một vụ nổ xảy ra vào lúc 3 giờ 30 phút sáng tại số nhà 45 đường South East Sedona Circle. Cảnh sát và lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường, tuy nhiên rất may mắn là không hề có ai bị thương trong vụ việc này. Vụ nổ nói trên là vụ việc mới nhất trong hàng loạt những vụ việc xảy ra tại Stuart, nơi mà hồi tháng 11, văn phòng cảnh sát trưởng Martin County đã triệt phá hai phòng thí nghiệm trong một khu phố chỉ trong vòng một tuần. Vụ nổ nói trên đã khiến 5 người bị bắt giữ, theo sau một vụ triệt phá phòng thí nghiệm ma túy hồi tháng 3, nằm cách đó chỉ vài dãy nhà. Theo cảnh sát trưởng William Snyder cho biết, những phòng thí nghiệm như trên là vô cùng phổ biến tại Florida và cảnh sát đã phải tích cực theo dõi những đối tượng bị nghi ngờ.